Express. Gần đây, giá vàng Bitcoin dậy sóng khiến bẫy lừa đầu tư tiền ảo cũng nở rộ trở lại. Mà dạng mà quên hàng ưu tiếng 100%. Thôi, đánh về lợi nhuận thì mình làm gì một ngày mà kiếm ra được vài triệu. Chị nó bảo là sàn này sàn quốc tế mà nó bảo lợi nhuận anh đạt khoảng 11% hay 13%. Người chị mới chuyển vào khoảng 800 thì cuối cùng chuyển vào vẫn không rút được em mà. Quý vị đang nghe VN Express này. Cuối năm ngoái, chị Hà Thư ở Bắc Giang được người tự xưng giám đốc công ty xuất nhập khẩu gỗ có tên Lý Gia Hùng, một Việt kiều đang sống tại Trung Quốc, kết bạn và nhắn tin làm quen. Để lấy lòng, người này liên tục bày tỏ sự quan tâm lẫn mong muốn trở về Việt Nam xây dựng gia đình với chị sau đổ vỡ hôn nhân. Một tháng 9 năm 2023, nó kết bạn với chị. Chị đồng ý rồi, nó mới inbox nó làm quen với chị. Nó bảo nó xin, nó tên là Hùng, sinh năm 1980. Làm quen với bạn, nói chung là có lịch sự có phiền hà hay không? Thì chị sẽ vào xem cái Facebook của nó, thì thấy cũng lịch sự. Giám đốc công ty xuất nhập khẩu gỗ, và đến từ Hà Nội, sống ở Thâm Quyến. Cái chụp hình thật của người của nó ha, với lại cái căn cước cho mình xem để mình tin á. Trời ơi, nó ngọt ngào lắm em ơi, nó quan tâm mình này ha. Buổi sáng ha, nó cũng hỏi thăm mình này. Xong rồi buổi trưa chị ở văn phòng là cũng hỏi thăm là em ăn cơm trưa hay này cái kia. Rồi ví dụ nó đầu buổi chiều nó đi tập gym. Nói chung là nó đi làm cái gì nó cũng báo cáo cho mình biết. Giống như hai người thân thiện với nhau lắm rồi vậy em. Nó nói là nó có vợ, nhưng mà cái mùa dịch năm 20 á, vợ nó không biết sao mà ôm hết tiền của nó để đi, bỏ đi không có nói năng mà. Nó có một đứa con gái 11 tuổi. À, bây giờ như có em rồi thì anh sẽ về Việt Nam để mở cái chi nhánh lên Tây Nguyên, em mở chi nhánh xuất nhập khẩu gỗ. Nó đưa cả cái đường link, chắc chị nghĩ những cái hình ảnh mà của công ty á, nó quay lên á. Ở suốt ngày nó đưa hình ảnh nó đi đánh gôn, rồi nó ăn uống này kia, nó chụp hình sang chảnh lên để nó lấy lòng tin của mình ấy. Nó hẹn chị là nó về Việt Nam để gặp, rồi chị còn định làm visa để tháng 12 chị qua Trung Quốc cơ mà. Sau hơn một tháng làm quen, người này bắt đầu mời chào chị Thư đầu tư sàn tiền ảo UXDT với lợi nhuận 11% mỗi phiên giao dịch. Người này vẽ vời chỉ giúp đỡ người có tình cảm để cùng nhau đổi đời trong bối cảnh giá vàng lẫn Bitcoin tăng liên tục. Giống như là mình đầu tư vàng đúng không? Ví dụ giá vàng thế giới lên không? Thì giá vàng Việt Nam sẽ lên theo. Này nó lên 82 triệu rồi đó. Mình mua vàng, mình để vàng đấy, nó lên mình bán. Kiểu như vậy, theo một chênh lệch giữa nó mua nó bán vậy đó. Bảo là sàn này sàn tiền ảo quốc tế mà. USDT đó, nó bảo lợi nhuận anh đạt khoảng 11% hay 13%. Nó bảo là anh chỉ cho cơ hội mấy người mà ngoài người thân trong gia đình và người quan trọng đối với anh. Nói chung là nó ngôn tình, nó theo chị tới 4 tháng. Tin thật là tình cảm. Không mảy may nghi ngờ, chị Thư đồng ý tham gia. Lúc này, người này hướng dẫn Thư lập tài khoản bằng thông tin cá nhân như số điện thoại, tên. Sau mỗi phiên giao dịch, chị Thư lập tức rút về tài khoản lợi nhuận nóng. 3 ngày giao dịch liên tiếp thì chị vẫn rút được tiền gốc và tiền lời. Ban đầu là 2 triệu ngày đầu tiên rồi. Thì khi chị giao dịch xong thì có 2 triệu thì nó vẫn trả 11%, 2 triệu 2 hơn xíu. Thì cái tiền đó sau khi chị giao dịch xong chị ra chị rút thì vẫn được. Lần thứ hai là 10 triệu thì chị vẫn là được 11-12%, chị vẫn rút được về. Và lần thứ ba là 50 triệu, chị vẫn rút được về. Mà nó bảo là em cứ đầu tư theo anh thôi, có nghĩa là khi mà trong cái phiên giao dịch đó nó kêu là nó có chuyên gia, đủ chuyên gia tài chính là thầy của nó đây, anh có được ngày hôm nay á là nhờ người thầy này nè. Sau 3 ngày thu về lợi nhuận khủng, khi tới mốc đầu tư 50 triệu, chị Thư bất ngờ nhận thông báo thực hiện sai cú pháp dẫn tới lỗi hệ thống và việc rút cả lợi nhuận lẫn vốn ban đầu đều bị tạm dừng. Để phá băng, người này bắt đầu mời chào chị Thư đầu tư thêm để nâng cấp tài khoản VIP, chị vẫn không thể thu về cả lời lẫn gốc. Sau mà lần thứ tư nó bảo lần này á, hôm nay thị trường tốt á, thì chị nộp vào 100 triệu. Sau khi giao dịch xong á, rút tiền về thì chị không rút được em nào. Thế nó bảo là mình giao dịch bị lỗi, vòng quay lệnh nó chỉ có 3 phút thôi, em chỉ mua được một lệnh thôi. Nhưng mà nó mình mua 2 lệnh, sẽ bảo anh toàn giao dịch ở phòng VIP nhiều năm rồi, phòng VIP này nó sẽ đặc quyền hơn. Thế sau mà mình nộp thêm tiền nữa là thành 300 triệu để mình lên phòng VIP mình giao dịch. Xong mà cái số tiền lên tới 6-700 triệu rồi ha. Nó cứ kêu là em phải cố để em lấy cái tiền đó ra. Bây giờ phải chuyển phòng lên phòng mà từ phòng VIP lên phòng Super Deluxe gì đó là phải cái số tiền phải là có 1,5 tỷ. Nó bày ra một cái chiêu là anh sẽ cho em mượn 600 triệu để em vẫn phải đi kiếm tiền em nộp thêm, là nó lấy thêm lừa thêm mình nữa đó em. Nhưng mà sau khi em giao dịch ở phòng VIP rồi á thì lúc đó lợi nhuận là lên tới 300%, có nghĩa là nó vượt quá 150% là em phải đóng thuế thu nhập cá nhân, em hiểu không? Thì em mới rút được cái số tiền lời và cái số kia ra. Là từ 300 triệu chị lời lên tới 600 triệu. Thế là chị lại đi chuyển cái thuế thu nhập cá nhân đó mà cái tài khoản mà nó muốn chuyển á, người chị mới chuyển vào, thì cuối cùng chuyển vào vẫn không rút được em mà. Khi thấy con mồi đuối sức, kẻ gian tiếp tục tung chiêu bày tỏ sẽ cho vay mượn khoản nhất định để xoay sở. Để lấy được khoản này, nạn nhân phải tiếp tục nạp tiếp 20-30 triệu vào sàn tiền ảo. Anh sẽ cho em mượn 600 triệu, có nghĩa là nó vẫn muốn mình nộp
ít ít một vào, cái xong rồi chị cũng lo tiền chị đi nộp nữa em, xong rồi em chỉ có 100 triệu đó thôi, cái xong rồi chị cũng có 100 triệu, nó bảo là anh sẽ cho em mượn thêm 50, đó là 650 triệu để chuyển vào sàn cho em để rút cái số tiền đó ra, cái bây giờ cái số tiền rất là lớn. Cái xong rồi tới lần cuối cùng là tháng 11 là chị cũng đi mượn tiền, chị nộp thêm 30 triệu lần cuối cùng đó, là đủ 1,5 tỷ, là nó có cho chị mượn 600 triệu, là đủ 1,5 tỷ để chị nộp đấy. Cái xong rồi sau khi giao dịch xong rồi cái là mới mua được cái lệnh màu đó, là không mua được nữa. Bây giờ nó bảo là chị phải đi tìm tiền kiếm tiền để nộp thêm để giao dịch nữa. Cái xong mà nó cũng cứ theo chị hoài, nó theo để coi xem mình có lo được tiền mình nộp nữa được ít nào hay ít đấy, 20 triệu 30 triệu nó vẫn lấy, chị ấy chị không có. Cái sau này không ăn được nữa, nó bắt đầu nó nhàn nhã, nó hôm nay anh bận thì tí nữa anh có việc làm ở công ty tí nữa anh nhắn lại sao, thật anh đi săn những người khác, chị cũng biết là bị lừa rồi. Chia sẻ với bạn bè, Thư phát hiện cũng làm hành động tương tự với nhiều bạn bè của chị. Nó đi lừa nhiều lắm em ơi, ví dụ như một mình nó có thể nó chăn cả chục cái Facebook, và những cái Facebook thì là nó cũng là lấy cái hình ảnh nó thôi, trên TikTok cũng có, trên TikTok nó mấy cái luôn ở trên cái ứng dụng đó là nó lừa nhiều người Nhật. Sau khi chị bị như vậy rồi chị vào đây chị mới biết là rất nhiều người bị lừa, có người lừa lên tới mấy tỷ luôn. Tương tự chị Thư, anh Hiếu Nguyễn ở Đồng Nai cũng là nạn nhân của chiêu thức này. Anh nói, hầu hết nạn nhân như anh đều bị bẫy tình cảm do bị đối tượng tiếp cận trong nhiều tháng. Nó sẽ tiếp cận mình qua kênh và cũng có Facebook mình thôi, không phải là gửi sexy hay là mặt đẹp hay là khuyên cái này đi cái kia đâu, hay là nó không bình thường mẹ đơn thân rồi cố gắng làm ăn này kia rồi kinh doanh mỹ phẩm đi đâu, thì mình nghĩ là thấy người ta nghĩ đặt ra người ta là phụ nữ mình phải còn làm ăn như vậy được, mình không tin mình là người ta ấy. Nếu chúng là có thời gian là bỏng bay video để cho xin mạng tầm khoảng mười mấy 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 cây thôi, nghĩa là dẹo cái hai có thể là nó trang điểm một người ra né né rồi xong giúp thích vô thì mình sao biết được, dù như mấy người kia thì người ta cũng gọi điện thoại nhắn tin này kia thôi, không cho ta mặc cho mình này nữa, nó không cho con mặc. Sau khi có lòng tin, kẻ gian nhờ anh Hiếu lập hộ một tài khoản đầu tư tiền ảo song song nick chính để tăng cơ hội mua bán. Khi có lợi nhuận sẽ chia 5 đến 10%. Sau khi thấy việc đầu tư sinh lời trong tích tắc, anh Hiếu bắt đầu tò mò và được người này cam kết cầm tay chỉ việc để cùng giàu trên sàn KXKS. Lúc đó không biết cái gì về tiền ảo luôn, thì đó người ta nhờ mình là tạo một cái tài khoản đúng rồi đó, rồi tự giao dịch mình nghĩ là mình giúp thôi chứ mình cũng mấy tiền cho cái gì, hai ba lần á vẫn có lợi nhuận, nó đưa về cho mình cái mức đầu tiên đúng không, thì mình nhập vô tầm khoảng 5 triệu, mình giao dịch một ngày thì được một ngày chỉ dịch giao dịch thôi bao nhiêu phiên đó, một phiên nó thì giới hạn bao nhiêu tiền lời cũng phải 2 triệu mấy. Theo anh Hiếu, sàn này được thiết kế giống 90% sàn uy tín bởi chỉ khác tên miền vài ký tự nhỏ khiến các nạn nhân gần như khó phân biệt thật giả. Y chang một sàn chứng chứng khoán mà mình hiện tại mình hay xin trên thị trường ạ, y chang vậy luôn, chị cũng lên có xuống vậy đó, có mua có bán vậy đó, chuyên nghiệp không có bị được đó, lấy một cái tên ở trên miền đó, mình biết là cái tên hơi khác một xíu, đúng tính thôi, lúc đầu cái trang đó là chỉ có đồng của chúng, đồng của khoảng mười mấy đó gọi á. Sau vài phiên giao dịch nhử, các nạn nhân như anh Hiếu đều bị thông báo thao tác lỗi và cần nạp thêm tiền để mở lại giao dịch. Theo đó, kẻ gian liên tục hối thúc và dẫn dụ nạn nhân cầu cứu, vay mượn bạn bè để gỡ lại vốn lẫn lãi. Mức 50 triệu thì nó sẽ không cho mình rút, thì nó là mình rút tiền mà không theo hướng dẫn của họ đó, sai quy tắc rồi đó. Là chị không cho rút tiền về, muốn rút tiền về thì mình phải nạp tiền vào để khắc phục cái sai đó rồi mới rút cho hoàn toàn về, mình phải gia hạn hoàn tất tiền 150 triệu đó để mới rút, nó mới cho mình rút. Người ta nói cái chiêu bài như là anh cứ bình tĩnh, anh cứ làm từng bước cho em đi thì nó sẽ không bị sao hết, anh cố gắng đi, bạn bè ai cũng được, như thế nào cũng được, anh mượn được bao nhiêu thì em sẽ cố gắng chia sẻ như thế đi đó. Người ta thức thứ hai rồi sẽ vậy lắm tiền cho mình mượn. Sau khi nạp gần 300 triệu đầu tư nhưng vẫn khó rút tiền, anh Hiếu bắt đầu nghi ngờ thì bất ngờ đọc bài báo về bẫy lừa đầu tư tiền ảo. Bán tín bán nghi, anh lập tức liên hệ lại bạn gái hờ thì liền bị chặn liên lạc. Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam hiện có tới gần 26 triệu người sở hữu tiền kỹ thuật số, trong khi nhà nước chưa công nhận bất cứ loại tiền kỹ thuật số nào. Đáng nói là số nạn nhân bị lừa đảo đầu tư tiền ảo tại Việt Nam có thể chiếm tới 2 phần 3 số vụ lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, công an một số tỉnh, thành phố đã liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Cá biệt, có nạn nhân bị lừa nhiều nhất tới 57 tỷ đồng. Theo Đại tá Hoàng Ngọc Bách, trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an,
Thủ đoạn chung các đối tượng sử dụng khiến nạn nhân mắc bẫy là mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty để tạo ra các trang web ứng dụng đầu tư. Các tên miền domain mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian. Sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng. Mặt khác, các tổ chức lừa đảo sẽ dẫn dụ người chơi bằng cách trong thời gian đầu, các sàn đầu tư sẽ để người chơi sinh lợi cao. Khi người chơi tin tưởng đầu tư với những mức tiền lớn thì các tổ chức lừa đảo dùng các chiêu thức để chiếm đoạt tiền. Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, giá Bitcoin lập đỉnh là nguyên nhân khiến chiêu lừa đảo đầu tư tiền ảo nở rộ gần đây. Người dân cần bỏ thời gian tìm hiểu thông tin lẫn cân nhắc trước rủi ro pháp lý của tiền ảo tại thị trường Việt để hạn chế tiền mất tật mang. Dưới góc độ một chuyên gia về an ninh mạng thì tôi có một lời khuyên, đấy là những cái người mới chơi ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ và chúng ta phải có những kiến thức nhất định. Tại vì hiện nay ở Việt Nam các cái đồng tiền số là chưa được công nhận. Vì vậy cho nên là các cái hệ thống pháp luật liên quan bảo vệ người dùng khi mà người ta tham gia vào các cái giao dịch liên quan đến tiền số. Vì vậy cho nên là khi mà các cái nạn nhân mất tiền thì là sẽ có mất tiền. Thứ nhất là chúng ta phải biết là cái loại tiền nào có giá trị. Thì loại tiền có giá trị thì nó phải dựa trên mấy cái yếu tố. Thì yếu tố nhất là các cái nội dung liên quan đến đồng tiền này có được công khai minh bạch hay không. Và cái thứ hai là cái thuật toán liên quan đến cái đồng tiền này có thật sự là chặt chẽ hay không. Phải biết được về cái mức độ tăng giảm của các loại tiền. Bởi vì là nếu như chúng ta nhìn chỉ nhìn vào cái mức độ tăng của các loại tiền và chúng ta không để ý đến là các cái giá trị tham khảo ở các thị trường khác, ví dụ như là so sánh với Bitcoin chẳng hạn, một đồng tiền mà nó tăng quá nhanh trong khi Bitcoin không thấy cái việc tăng nhanh như vậy, thì rõ ràng chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác. Quý vị đang nghe VnExpress ngay, xin chào và hẹn gặp lại.